Ok, và bây giờ chúng ta sẽ sang bài review số 4 là bài review cuối cùng của cuốn sách này các bạn nha. Rồi các bạn nhớ này, cái bạn đầu tiên của mình là I live in the city. Các bạn nhớ này, city cũng được mà city cũng được nha. Chữ T là theo giọng Anh, còn chữ D là theo giọng Anh Mỹ nha. I live in the city and I have a giraffe. Tôi sống ở thành phố and I have a giraffe là tôi có một con, yes, hiệu cáo cổ, giraffe. He sleep in a big square cage. À, cage chính là gì nhỉ? Là cái lồng của con chim đúng không? Thì bây giờ cũng là một cái lồng của một con thú bất kỳ. Còn square là vuông, big là to, được chưa? Như vậy là anh tức là ý là muốn nói con hươu đó, nó ngủ ở trong một cái lồng to và vuông nha. I ride him to school. Thì các bạn nhớ cái ride này chúng ta chính là đi cưỡi đó, cưỡi ngựa hoặc cưỡi xe đạp đó, chúng ta hay là cưỡi một con hươu hay cưỡi một con thú thì chúng ta đều dùng to ride nha. I ride him to school. Ok chưa? Tôi cưỡi nó để đến trường. Him to school. He's very strong, là anh ấy rất là khỏe nha. He's orange and black. Nghĩa là gì? Anh ấy có màu cam và màu đen. Ok chưa? And his legs là những đôi chân hoặc là những chiếc chân đúng không ạ? Hoặc là chân của anh ấy thì rất là dài. A long. Hoặc là chân của nó thì rất là dài. Ok chưa? Oh no, says my teacher, I'm sorry. À, có nghĩa là giáo viên thì nói rằng, ô không, tôi xin lỗi nhé. Your huge giraffe, là con hươu cao cổ khổng lồ của bạn, thì can't come in, là không thể vào trong được đâu. Được chưa nào? So I tied, là do đó tôi đã buộc các bạn ạ, cái từ tied nghĩa là chặt các bạn ạ. Tied, à, thì nó có nghĩa là chặt, và nó tức có nghĩa là tôi cột cái con hươu của tôi to the gate, là vào cổng nha. Rồi. From my desk, là từ trên cái bàn học của tôi. I see him wait, là tôi có thể nhìn thấy anh ấy đang chờ tôi. And wait all day, là chờ và chờ cả một ngày dài. Then, là sau đó này, we eat ice cream and play, tức là chúng tôi ăn gì nhỉ? Ăn kem và chơi với nhau. We eat ice cream and play. Rồi các bạn đã hiểu câu chuyện chưa nào? Bạn này sống ở thành phố, có một con hươu, bạn ấy đi đến trường bằng con hươu đó và cô giáo nói rằng không được và bạn ấy đã cột con hươu vào cổng và sau đó từ trên phòng thì bạn ấy nhìn xuống thì con hươu cứ chờ bạn ấy cả ngày. Sau khi học xong thì bạn ấy chơi và ăn kem cùng với lại con hươu này. Ok chưa? Bây giờ chúng ta cùng nghe nha, nghe các bạn nhìn vào đây, nghe hát theo nha. I ride him to school, he's very strong. He's orange and black and his legs are long. Oh no, says my teacher, I'm sorry. Your huge giraffe can't come in. So I tie my giraffe to the gate. From my desk I see him wait and wait and wait all day. Then we eat ice cream and play. We eat ice cream and play. I live in the city and I have a giraffe. He sleeps in a big square cage. I ride him to school, he's very strong. He's orange and black and his legs are long. Sleep like a giraffe. Okay, wake up. It's time to go to school. Can you walk like a giraffe?
thể đi bộ. Good. Let's walk to school. Okay, let's walk to school. Nào hãy đi bộ đến trường nhé. Now stand by the gate and wait and wait and wait. Good giraffe. Let's go. It's time to play. It's time to play. Đến giờ chơi rồi, đi chơi nào. Rồi. Circle. Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo nha. Part C của chúng ta là listen and circle, nghĩa là nghe và khoanh tròn các bạn nha. Ok, bây giờ chúng ta nghe thấy chữ gì là chúng ta phải khoanh tròn vào chữ đó nha. Chúng ta cùng bắt đầu. Trước khi chúng ta bắt đầu phần C, part C, thì chúng ta sẽ nhìn xuống part D này. Part D của chúng ta là match and write, nghĩa là khớp và nối như thế nào, nối và viết. À, ví dụ như con ở đây chúng ta có từ split, squint hay là splint hay là squid. À, thì các bạn nhìn này, con mực thì phải là gì nhỉ? Là squid, đúng nào? Thì các bạn sẽ viết vào đây là từ squid. À, tiếp tục cái này là gì? Là splint. Thì các bạn sẽ viết cái từ đó, splint, vào đây nha. Làm tương tự với part 3 phần còn lại. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại phần C nha. One. Ice cream. Ok, ice cream. Các bạn, ice cream. Ice cream là cái âm nào? Âm C. Two. S, được chưa? Splash. Splash là cái nào nhỉ? Splash. Yes. Three. Yeah, rồi. Giraffe. Giraffe. Các bạn nghe. Giraffe. Okay. Four. Spring. Spring. Mùa xuân, spring. Đúng không? Five. Skunk. Skunk. Six. Cheese. Cheese. End of disc 2. This is the end of the audio program. Rồi, các bạn Oxford, chúng ta Oxford. Đã xong rồi đó. Các bạn đã xong được cái cuốn sách này part C, part D rồi, đúng không nào các bạn? Bây giờ các bạn sẽ giúp cô là ôn tập lại bài này. Các bạn tập hát cho cái bài hát vừa rồi nha. Rồi. Chúng ta sẽ còn một phần nữa trong cái bài ôn tập này. Đó là part, đúng rồi, chúng ta sẽ có part C, part D và cuối cùng là part E là game các bạn nha. Phần game này chúng ta là play the coin toss game. À, cái này nó không có trên màn hình đâu các bạn nha. Các bạn mở trang cuối cùng, trang số 83 thì các bạn sẽ chơi với cái trò chơi đó. Bây giờ các bạn sẽ đi từng từ một, đúng không nào? Nhìn thấy từ nào các bạn đọc từ đó, ôn tập và các bạn quay video, các bạn đọc các cái từ ở trong trang số 83, các bạn quay video và gửi lại cho cô nha. Ok. Goodbye and see you. Cô mong rằng là sau cái cuốn sách này, sau cái bộ sách 4 trang phonics này thì các bạn sẽ nắm được rất là nhiều nguyên lý để chúng ta có thể phát âm làm sao cho đúng, phát âm làm sao cho hay và để chúng ta có thể đọc được rất là nhiều từ vựng, được chưa nào? Và bây giờ và để chúng ta có thể chuyển lên cái trình độ cao hơn nha các bạn nha. Ok, cô chúc các bạn sẽ luôn luôn học tốt nha. Goodbye and see you.